Vậy thưa một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng la. Thế rồi khi ta trong một nhà, hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Đứng im nha, từ từ đợi tí kiểm tra đã. Chính à? Thì hồi nãy á, em suy nghĩ đường 99 nó cũng ổn. Nhưng mà giờ suy nghĩ lại, anh ở có một đêm mà. Tự nhiên làm gì cho lớn lên, rồi tạo sóng gió gia tộc vậy. Giờ em sẽ cho anh mượn một phòng. Nhưng mà phòng này hồi đó là của ông Đức đó nha. Ừ, anh ở một đêm thôi, mai anh đi liền á. Bây giờ mình phải đi nhẹ nói khẽ cường duyên, hiểu không? Shhh, nhớ nha, đi đi. Bắt quả tang bà dám dắt trai về nhà nha, tôi mét chị Vi cho nha. Im, làm gì nó to dữ vậy? Có phải trai lạ gì đâu. Anh Thành nè, tại hôm nay anh không có chỗ ngủ, cho nên đưa anh về ngủ con đêm mà. Nhưng mà không có được như vậy bà hiểu không? Nhà tụi mình toàn nữ, biết là anh quen nhưng mà làm vậy không có tiện. Tôi phải nói chị Vi. Đó, đâu? Em quên chuyện chúng mình hồi xưa rồi à? Tiền em ý nợ anh, tôi trả hết rồi anh. Trả tiền đấy. Đi em. Anh tên gì ạ? Anh tên Thành. Trời ơi, sao một nghe không vậy? Đứng lại. Trời ơi, sao tiền vé số không vậy nè? Đứng lại. Vậy để em đi lấy gối lấy mền cho anh nằm. Nhưng mà anh phải ngủ trong im lặng nghe chưa? Chị Vi vợ này nhạy cảm lắm luôn á. Nhỏ tiếng thôi nha. Đi. Hai đứa. Ủa, hai đứa đâu rồi? La mai nhớ kỹ tên nha. Ok. Tại sao giờ ngày không đi ngủ đi? Đứng đây làm gì vậy? Dạ thì tụi em đến nay tâm sự. À dạ tâm sự. Ủa, bình thường hai cô có ưa nhau đâu mà tâm sự? Dạ nó có, tụi em nhau mà. Dạ, bữa nay tụi em hòa nhau rồi chị. Ủa mà sao khuya rồi chị không ngủ đi, chị xuống đây chi vậy? Tôi nhắc nhở mấy người đi ngủ nè. Đi ngủ sớm nghe chưa? Dạ. Dạ chị lên trước đi, thì tụi em lên sau. Em lên liền nha chị nha. Ok, cái gì tên chị này. Vâng, con sắp ngủ rồi. Sao phải khóc? Không sao, con cũng nhớ mẹ mà. Con nhớ ba nữa. Mẹ nhớ nói với ba là con nhớ ba nha. Hỏi ba xem ba nhớ con không nha. Khoan đợi em xíu. Dạ. Từ từ. Trời ơi, anh đó nha. Thôi đi, cứ canh nửa đêm mà kể chuyện cười hoài à. Anh biết cái giọng cười của em rồi. Em mà cười lên mấy đứa nhỏ nó không có ngủ được kìa, thấy chưa? Ừ, thôi đi ngủ sớm đi nghe chưa? Ok, bye anh. Dạ, ok anh ngủ ngon. Sao nhà mình nay có gì khác khác vậy ta? Hay là tụi mình nấu mì cho anh ăn đi. Thôi, để tôi nấu cháo cho anh. Chị Vy. Chị Vy. Ảnh nào? Ảnh nào? Dạ. Tôi hỏi ảnh nào? Em chào chị Vy. Trời đất ơi! Tại sao vậy? Tại sao hai đứa không nói chuyện này cho chị biết? Dạ... Tại em đó chị. Không phải lỗi của mấy đứa đâu. Em chủ động xin mấy đứa cho em ở lại đây đấy. Hai đứa không nỡ để em ở ngoài công viên. Ủa là sao? Chứ không phải em thuê phòng trọ ngủ hả? Rồi nói ngủ ngoài công viên là sao? Thật ra là... Chị gọi điện kêu... Không chị. Em thực sự không còn cách nào khác á. Em còn đi thuê phòng trọ. Nhưng mà do em chơi nhạc to quá nên họ đuổi em đi. Rồi về sau em xin ở lại quán chú Vượng. Chú Vượng cũng đuổi em đi. Rồi em không còn nơi nào để ở nữa. Em xin chị đấy. Không có được. Nhà chị toàn con gái không à. Em là con trai em vô ngủ lỡ có chuyện gì rồi sao? Thiệt tình á. Thôi bây giờ lỡ rồi. Khuya quá rồi ngủ lại đây một đêm nữa nghe chưa. Mai về đó. Chị Vy. Nè, hai đứa không có coi lời nói của chị ra gì hết đúng không? Chị nó không có được dẫn con trai vô nhà mà. Dẫn cái gì mà dẫn? Bộ chị kỳ thị con trai lắm hả? Tụi em lớn hết rồi, tụi em tự biết bảo vệ bản thân mình chứ. Với lại anh Winner nói là anh Thành có phải là người gì xa lạ đâu. Toàn là bạn bè của tụi em không à. Đừng có châm dầu vô lửa nữa coi. Châm dầu vô lửa cái gì? Chị á, chị đúng là quá đáng mà. Nè, chị Thi. Em xin lỗi anh nha. Em không giúp gì được cho anh hết trơn á. Có gì đâu. Anh mới là người phải xin lỗi mà. Làm phiền mấy đứa quá rồi. Đúng rồi. Phiền quá chứ còn gì nữa. Các cô các cậu ấy chỉ là cứ nói mồm thôi. Lúc nào cũng tự lập. Tự lập cái con lật đật. Người lớn như tôi mà không lo cho. Không mà ra đường, ra chợ mà tự lập. Chị Vy, chuyện này là sao vậy? Là chị Vy sang nhà chú Vượng thuyết phục cho anh Thành ở lại quán đó. Cũng may tôi là người có lương tâm. Tôi sẽ bỏ qua những lỗi lầm trước đây của cậu. Nhưng mà lần này về quán thì lấy liệu mà tém tém cho nó gọn gọn lại. Đừng có mà bày bừa ra. Thanh niên rồi, khách khứa người ta không có chịu được. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Chính ra, tôi ghét nhất trên đời là đàn ông con trai ôm tả. Chị Vy, em... Chị em cái gì? Đúng là tôi có bực mình chuyện của chú Tùng thiệt. Tôi có cấm mấy người dẫn bạn trai vô nhà chơi là quá đáng thiệt. Mà tôi muốn bảo vệ mấy người thôi. Vậy mà có ai hiểu cho tôi đâu. Chị cho em xin lỗi. Bây giờ em hiểu chuyện rồi. Chị tha lỗi cho em nha. Biết khi nào mới hiểu nữa. Không biết vậy là chưa tha lỗi chị. Tránh ra. Tha lỗi cho em đi mà. Không, tránh ra. Tha lỗi cho em đi mà chị Vy. Chị Vy hả? Hết hồn. Gì nè chị giữ em mấy đứa. Chị có sao mà sao nhìn hôm nay chị bơ phờ quá vậy? Sao đâu, hai đứa ăn đi. Tụi em ăn không được. Được thì uống nước đi, đây nè. Thôi tụi em không khát đâu. Chị bị sao thì chị nói cho tụi em biết chứ. Chị dậy rồi sao tụi em ăn được. Với lại 3 tuần đi rồi. Chị có chuyện gì thì chị cứ nói cho tụi em đi. Em sẽ chăm sóc chị thay cho 3 tuần. Thật ra là chị có điều muốn nói với hai đứa. Trong thâm tâm chị bây giờ á, chị mong muốn là hai đứa phải cố gắng học thật giỏi, tự biết chăm sóc bản thân mình. Còn mọi chuyện ở nhà cứ để chị lo. Vậy chị mới an lòng được. Trời ơi chị Vy, chị nói gì mà như kiểu chăn chối mà sắp chết vậy? Nhổ nước miếng nói lại. Bậy bạ. thiệt tình. Chết cái gì mà chết, chị vậy sao mà chết được. Chị cũng ngửi nước miếng nó lại luôn đi. Mọi người sao á, chị còn trẻ, còn lâu nữa mới chết. Trời ơi, nhổ nước miếng nói lại. Hai đứa làm sao vậy? Chị không có sao hết trơn á. Tại vì bây giờ là chú ba Tùng của hai đứa đi công tác rồi, nên chị phải ở nhà chị quán xuyến hết mọi chuyện. Thì chị có mệt chút xíu thiệt, nhưng mà không sao, chị làm được hết. Tại vì chị lỡ hứa với ba chú Tùng của hai đứa rồi, nên chị phải ráng hoàn thành trách nhiệm của chị, hiểu không? Chứ bây giờ chú ba Tùng của hai đứa cũng lo đi làm, đi công tác xa, thì chị ở nhà chị cũng phải gánh vác phụ chứ, hiểu không? Bây giờ đừng có lo cho chị, lo là lo cho ba chú Tùng của hai đứa á. Lỡ nhưng mà có gọi điện về á thì phải nói cho chú ba Tùng của hai đứa nghe là chị vẫn bình thường, chị không có sao hết trơn á, hiểu không? Bây giờ đừng có lo chị nữa, ráng ở nhà học hành đàng hoàng, vậy thì chị với lại ba chú Tùng hai đứa mới an tâm. Chứ hai đứa cứ vậy hoài là chú Tùng Tùng là của hai đứa là coi như là không, ý chị nói là chú ba Tùng của hai đứa sẽ buồn, hiểu không? Bây giờ thôi ăn đi, chị đi chút xíu. Chị đi đâu? Chị giải quyết chút. À, đi toilet. Không có, giải quyết vấn đề sức khỏe. Trời, giải quyết vấn đề sức khỏe là đi đâu chị? Truyền nước. Chị Vy, chị có sao không? Chị mệt xíu à. Chị Vy, chị đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha chị. Bà thấy chưa, tôi thấy tội nghiệp chị Vy lắm luôn á. Vừa lo công việc nè, công việc nhà, rồi còn lo cho hai đứa mình nữa. Tôi thấy nhìn chị Vy như là siêu nhân vậy đó. Thì siêu nhân cũng phải có lúc sập nguồn, hết năng lượng chứ. Không có chú Tùng, rồi không có chị Vy nữa, rồi hai đứa mình còn quậy nữa, chắc cái nhà thành cái bãi rác quá à. Bây giờ không có chị Vy, mình tự làm. Vậy mình bà làm đi nha, tôi không có rảnh đâu á. Ê nè, tôi nói là tự làm hồi nào? Tôi nãy mình mới nói bà tự làm gì? Tôi bỏng biết bao nhiêu việc, bà làm đi. Tôi không làm, bà không làm, vậy ai làm? Thì có ô xin làm. Ủa, chú Ngượng, chú chuyển qua làm ô xin luôn hả? Xin cái gì? Tôi là chủ ở đây. Để tôi tuyển ô xin trên toàn quốc về hầu hai bà. Mời đôi đèn trà sẽ chẳng rời xa, cho con chúng ta phù bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà.